Rồi, xin chào anh em nha, cảm ơn em đã quay lại kênh Di động Hồi Phúc nha anh em. Tiếp tục clip bán hàng cho anh em hôm nay nha. Xin nhắc lại số điện thoại đặt hàng của anh Vinh là 0355 356 356 nha. Quy định mua máy thì anh em vui làm cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn máy trên triệu thì anh em vui làm cọc 100 ngàn Viettel ha. Nhắn họ tên địa chỉ cùng với cái máy cần mua thì mình ship hàng cho anh em nha. Tiền cọc thì anh em trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng. Và anh em nào mà tin tưởng chịu khó thanh thì bao ship nha. Anh em nào mà cọc tiền thì chịu phí ship cho mình. Ở đây anh em kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền ở shipper nha anh em. Rồi, giới thiệu anh em máy hôm nay luôn nha. Con máy co nha anh em, con G500 nha, con này nguyên zin nha. Sườn nó hơi tróc benzen. Sườn tróc benzen nè. Ram 1,5 bộ nhớ 8 nha. Màn hình 5 inch, pin 2600 ha, G500, màn có xíu lông mèo vài cộng. Màn zin nha. Màn máy con này thì đa số là AMOLED, là có ám nhỉ. Còn xe bình thường hết nha. Chiếc đèn full nha anh em, wifi các kiểu ok. G5. Con này để anh em giá 590.000 nha. 590k. Một con Samsung A710 rồi nha. Con này RAM 3 bộ nhớ 16 nha anh em. Màn hình 5,5 nha, pin 3,3. Máy thì nguyên zin. Sườn có xuất sắc theo 5 tháng sử dụng nha anh em. Đó. Xuống như clip nha. RAM 3 ghi. Bộ nhớ 16 nha. Kính có xuất lông mèo nhỉ. Máy thì full chức năng, màn zin. Màn còn đẹp nha anh em. Con này là A710. Chức năng hoạt động ok luôn. Để anh em giá 1,3 triệu nha. 1,3 triệu nha anh em, kèm sạc giá lực cho anh em nha. Phần tiếp theo là con Samsung G530. Con này G530 nha. Ra một bộ nhớ 8 nha anh em, màn hình 5 inch ha. Pin con này là 2,6. Thay vỏ đẹp kèm rồi. Thay vỏ đẹp kèm, mấy full chức năng. Chức năng ok hết nha. G530. Con này để em giá 590.000 nha nè. 590k. Oppo A83 nha nè. Máy vỏ còn rất là đẹp nha. Kính còn miếng guarantee nha. Đẹp. Nói chung là kính keng luôn. Máy đẹp keng. A83. RAM 332 nha nè. Màn hình 5,7. Pin con này là 3180. Còn 3,2 nha. Đó, chức năng ok, wifi các kiểu ok hết, full chức năng. RAM 332. Ở bộ A83. Đó, màn sáng đẹp nha. Con này đến em giá 1,7 triệu nha. 1,7 triệu nha anh em, kèm sạc giá lực nha. Tiếp theo là con Vivo Y12. Thay vỏ mới rồi anh em, con này thay vỏ mới nha. Y12, màn hình 6.3. 6,35 luôn á, RAM 364 nha, bộ nhớ 64 đi, pin 5000. Đó, chức năng ok ha. RAM 364, Y12, Vivo, nói chung dòng đời cao anh em. Máy hoạt động ok nha. Con này để anh em giá 2,1 triệu nha. 2,1 triệu nha anh em, đẹp keng xà beng nha, nói chung là đẹp keng xà beng. Như bóc hộp luôn. Máy keng xà beng luôn á. Y12. Tiếp theo là con BlackBerry máy có nè. BlackBerry máy có. Anh em nào cần thì liên hệ nha, máy đẹp nha anh em. Máy ngoại hình rất là đẹp. BlackBerry. Máy gọn trong lòng bàn tay luôn á. Kính cũng còn đẹp. Con này mình xài cũng không có rành nha, anh em nào mà thích BlackBerry sưu tầm thì mua về xài nha. Màn sáng đẹp ha, máy đẹp tầm 97 trở lên. BlackBerry mới có, để anh em giá 680 nha. 680k. Đó, nhỏ như lần mà tay mình đây. Vừa rồi. Một con máy có, BlackBerry giá 680. Kèm sạc. Tiếp theo là con 6S Full.
6S 16GB vỏ 6. Máy full chức năng. Quốc tế nha anh em, bỏ sim xài nha. Không tài khoản nha. Không tài khoản. mười sáu ghi máy full nha, vòng tay vòng chân đầy đủ luôn, test sơ vòng tay coi. Chức năng full, nói chung màn đẹp, máy ring màn đẹp, vỏ sao hơi trời. Con này để anh em giá 1.900.000 nha, 6S nha này, 1.900.000. Oppo A3s nha, Oppo A3s. Con này vỏ sale xước sát 2 năm tháng này, không được đẹp ha. Kính thì ok, kính gần như không có xước, kính gần như không có xước sát hả anh em. Em mở nguồn cho anh em xem màn sáng đẹp nha anh em. Oppo A3s ha, màn hình 6.2, RAM 2/16 ha, pin 4230, nói chung là full chức năng, máy sáng đẹp, chức năng hoàn hảo nha. A3s vỏ sim là xài nha anh em. Máy thì vỏ xe hơi xuất sắc này, cái clip. Còn kính thì đẹp nha. Con này để anh em giá 1650. Tiếp theo là clip là mình có một con Z710 bản hàng này anh em. Máy nguyên zin nha. Có cũng còn được anh em, sườn đẹp nha. Sườn đẹp. Kính thì keng luôn, kính thì keng, đã giá được cho anh em rồi, kèm sạc cho anh em luôn nha. Z710. RAM 2 bộ nhớ 16GB nha anh em. Màn hình 5.5 ha. Pin con này là 3300. Ba qua chức năng hoạt động thì ok rồi, không phải bàn cãi. Con máy này rất là ok nè, chức năng hoạt động rất là tốt. Một nha, một sim nha nè, giá con này là để anh em 1390. Tiếp theo là con Z7 Dream, vỏ xe xuất sắc 5 tháng này, máy riêng nha, vỏ có xuất sắc nha nè. RAM 332 nha, 5.5 ha, pin con này là 3300, kính đại giác là lực cho anh em rồi, mua thì kèm sạc cho anh em luôn nha. 332. ZB Dream. Màn thì người ta có đốm như vậy. Đó là số máy màn máy này lâu lâu rồi đâu. Thì đốm nhẹ hết. ZB Dream, không ảnh hưởng hẳn nha anh em. Giá 1.500.000 nha. 1.500.000 nha anh em. Và tiếp theo cho anh em là một con Vivo Y20 nha anh em. Y20. Màn hình 6.51 nha. RAM 464, pin 5000. Máy đẹp nha. Ke sạc bằng luôn. Tầm 98-99% rồi. Mới ra đăng tư còn nha, mua thì mình lột ra, dán kính cho anh em. Dán lại cường lực cho anh em. Chức năng ok nha, Vivo Y20. RAM 4 bộ nhớ 64 nha. Pin thì 5000, dung lượng 5000. RAM là 464 này, bộ nhớ 64GB. Nói chung cấu hình là xài nói chung con này còn tạm ổn cho anh em rồi. Mấy đời cao ha. Con này để anh em giá 2.600.000 nha, 2.600.000. Theo là con Samsung A71 màu xanh, có thay mới rồi nè. Có thay mới kem nha anh em ạ. A71 nha. Kem sao em. Màn hình 6.7, RAM 8 bộ nhớ 128, pin con này 4.500 nha, kính đẹp nha, kính đại giá người lực cho anh em rồi. Chức năng full ha, con này là A71, Samsung A71, con này để anh em giá 5.200.000 nha, đẹp keng luôn, 5.200.000 nha anh em. Samsung Z737 bản hàng anh em, màu xanh nhạt nha, xanh nhạt. RAM 332 nha anh em, màn hình 5.5 ha. Pin con này là 3.300. Máy đẹp keng luôn. Máy tầm 98-99%. Con này để em giá 1.750 nha, 1.750. Tiếp theo là con Samsung A21s.
A21S nha. Máy nguyên zin đẹp keng luôn, màn 6.5 nha. RAM 332, pin con này 5000. Kính đẹp, lưng đẹp. Máy nguyên zin. Máy rất ok luôn. Máy keng luôn nha. A21S nha em, RAM 332. Con này để anh em giá 2.9 nha. 2.8 thôi, con này để đem 2.8 kiểu sạc dây kính ha, 2.8 là đi nhanh luôn. Tiếp theo là con Samsung A20s cũng ring luôn, có sâu con đẹp tầm 97, kính keng nha. Con này cũng là 332 anh em, màn hình 6.5 ha, pin 4000, A20s máy nguyên ring. Anh em đừng so sánh với mấy cái máy mà trời suốt nhiều với lại thay màn nha anh em. Con này là keng sao bên ngoài nguyên ring nha, A20s. Con này để đem giá 2.6 nha, xài mượt nha anh em, 2.6. Oppo F5, con này là Oppo F5, máy nội địa nguyên zin, RAM 464 nha, đó, màn hình 6 inch, pin con này 32, chức năng full, hoạt động ok luôn. F5 để anh em giá 1.8 nha, giá cực lực kèm sạc 1.8 nha. Rồi clip này xin tạm dừng rồi, chào cả nhà nha, hẹn anh em clip ngày mai nha.